Hi, xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay thì Nam cũng đang ghé lại miếng vườn trồng sầu riêng. Thì cây sầu riêng này hôm mình cũng chính tay mình đi mua cây giống nè, mình đem về mình trồng, hướng dẫn cho anh ông trồng nè. Thì ngày hôm nay thì cũng được đâu khoảng 2 tháng ngoài rồi. Thì cây sầu riêng ngày hôm nay thì nó phát triển như vậy đây. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem sầu riêng 2 tháng tuổi khi áp dụng cái quy trình ở bên công ty Bio Gia Băng, của quy trình của Nam. Đó, cây nó phát triển. Thì để mình quay qua một số gốc sầu riêng luôn cho mọi người xem luôn là cây nó phát triển như thế nào nha. Thì sầu riêng này á thì Nam đang áp dụng theo kiểu hình thức là gì? Hữu cơ vi sinh. Đó, cây nè. Cây nó không bị si và không bị mất sức. Thì tại vì do đâu? Do là mình trồng á, trước khi mình trồng á thì mình bón lót cho cái cây sầu riêng. Bón lót ở dưới đây là một gốc gì mình bón nửa ký hữu cơ vi sinh 007 và bu mát sa băng. Mình bón ở đây. Sau thời gian thì mình bón xong rồi mình sớ lên dưới hữu cơ dưới đất lên cho nó trộn đều lên. Rồi khoảng là 7 ngày sau bắt đầu tiến hành mình sẽ trồng cái cây xuống. Thì trồng xong rồi á, thì mình chuyến này mình sẽ dưỡng đọt và dưỡng rễ, tứ kích rễ cho cái cây để cho nó nhanh phát triển. Thì ở đây kích rễ á, thì thường Nam cho tứ bằng cái hũ mít sa băng. Cái hũ mít sa băng thì tứ kích rễ cho cái cây để cho nó nhanh phát triển ra. Như mọi người thấy nè, sầu riêng nó phát triển là bữa nay thì chuẩn bị mình cho tứ kích rễ và mình đi dưỡng đọt cái nữa nè. Thì ảnh cũng đang phun. Đọt nó đang đi nè, chuẩn bị đi nè. Thì sầu riêng này á, thì ở trên thì mình cho phun gầy giọt đọt sầu riêng dưới thằng amino combi. Còn ở dưới gốc á, thì dưới gốc á, thì mình cho tứ cái dòng humic sa băng. Rồi cây lớn thì có thể mình sẽ tứ cái xô gieo ra rễ và cái xô giọt đọt, hai thứ mình cộng lại với nhau và mình tứ để cho nhằm mục đích là cái cây mình nó sẽ phát triển cơ đọt cho nó nhanh đi cơ đọt. Thì mọi người thấy nè, hiện tại giờ nè anh đang bắt ra nè. Và đồng thời cái đó thì mình sẽ gãi hữu cơ, mình gãi hữu cơ ở dưới gốc luôn để cho cái cây nó sẽ nhanh phát triển hơn. Cây này nè, cây trồng là nếu mà tính ra nguyên miếng vườn này là trồng là không có bị chết một cây nào luôn á. Trồng cây sầu riêng, mọi người nhớ để ý cho Nam nha. Cây sầu riêng á, nó cũng rất là khó trồng chứ không phải là dễ trồng. Mà một khi mà trồng nó phát triển rồi á, thì cây sầu riêng nó sẽ nhanh lắm. Nhìn cũng rất là đẹp. Cái này nó phát lên nè. Đây thì cứ tầm khoảng là 15 ngày mình sẽ cho tứ kích rễ một lần và 10 ngày mình sẽ phun dưỡng lá một lần. Phun dưỡng lá thì mới nãy như mình nói đó, thì đúng một tháng mình sẽ cho nó ăn hữu cơ một lần. Đúng một tháng là cho hữu cơ để cho cây nó sẽ nhanh phát triển cơ đọt ra. Đây thì mít thì cũng đang mang trái luôn nha mọi người. Mít này mới vừa rồi mình cũng đã xử lý làm bông thì nó mang trái luôn. Cây nào nó cũng ra trái hết à. Sầu riêng nè. Sầu riêng thì sầu riêng một số anh em hỏi là sầu riêng có gãi hữu cơ vi sinh 07 với bu mát sa băng được không. Thì ở đây thì mình nói là sầu riêng vẫn gãi được nha mọi người, gãi tốt đằng khác nữa. Đó. Ở đây thì giữa hai hàng mít là một hàng sầu riêng chính giữa nè.
Sầu riêng trồng được 2 tháng ngoài rồi mà hôm nay nó gì nè, nó phát triển nè. Cây nè. Nói chung là sầu riêng thì mình áp dụng theo kiểu hình thức là đúng thời gian mình nên dưỡng lá một lần, dưỡng đọt một lần và tứ kích rễ để cho cây mình nó sẽ nhanh phát triển hơn. Tại sao mà ở đây cái mô sầu riêng mình cho nhỏ? Tại vì do cái vùng đất này nó cao rồi, mình không cho mô sầu riêng nó cao được. Còn trường hợp tùy theo cái trường hợp là vùng đất nào thấp á, mình sẽ cho mô cái mô sầu riêng nó sẽ cao lên. Lớn.